Hai chị em ở phòng ấy, xong rồi mà mấy ông này tưởng như thế, buồn cười. Vui vẻ, vui vẻ. Đây, đây. Nhà tất cả mọi người là không không có điện nhá. Đấy. Giờ vô chứ, chị trừ thì ông cháu. gọi Bắt ông nhà cháu thì học. mấy ông cháu này là có điện thôi. Đấy À, lên. bây giờ nhà Nhà bàn xoay, bên tù bán nói xoài có chung là điện thôi. nhà của các anh em trong team là đều Bên có tù điện. nữa. Rồi. Ok rồi, chào các bạn nhá. Rồi. Bà khi nào mày bảo mấy bà vợ là trồng cây cối các kiểu đi nha. Đâu rồi ta? Mà mày đơ hay sao em? Tức là hai hai bạn đấy không biết mình là ai, thì tất nhiên là nếu như mà không biết mình là ai rồi thì chắc chắn là Rồi. sẽ nghĩ là mình là bồ của Linh, sao rồi không không dám nhận. Buồn cười lắm, nhiều chuyện buồn cười lắm. Chết mẹ rồi con. Cô lên kia. Mày Chào làm gì? lời. Chào Dô. À, đó Xe. rồi. Ờ Dô. Ok rồi, chào các bạn nhé. Chào bà. Chào các Phải bạn. làm gì ăn được? À, đây bạn nào nữa đây? Là Vô đi. Chào các bạn. Không, bạn Vô đằng sau vô. anh. Bê bê, con của gì ấy, Ủa bê bê phải cắt tóc à? bê bê luôn. Ok rồi chào các Đây bạn. bạn nhá. Thì không nhìn. Tôi quá thích. Không nhìn thấy gì luôn đấy. Chào các bạn. Tôi tên là Vô. Ủa anh. Ai Ông chà, Dô ok này có tương lai này, ông Dô này có tương lai này. Tôi không 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 nhận ra ai hết mà người à, không nhìn thấy mặt. Sạch. Sạch. Ê sạch. Có tivi đấy hả anh ta? Có Ok yeah. Nào tên. Nào lên lại tivi hả? Xin soi Xin chưa? đây. Xin soi. Ừ. Dô dễ thương đâu đây, cho cảm Dô tí Ui, này. nhà như này là phải giàu giàu Vô. nhất cái khu này. À không, ông chủ nhà là giàu nhất, gần như là thuộc về top giàu ở đây rồi đấy mọi người, top thành đạt ở đây rồi đấy. Em kêu rồi mẹ. Phải là mỗi nhà đi Em mọi người à, các anh em thông tin cho tôi giải thích được hết tất cả. Đúng rồi. Ăn gì Nhà đây? lôi đẹp đấy. Ủa? Ăn bắp cách gì? À, thôi ăn đi, không ăn ăn đâu. banana. Mặt chuối, mặt dễ thương này. Dô ơi. Ờ, ưu điểm của người dân Angola là lông mi mà mắt rất Mặt là đẹp mặt như trai. Màng lác hay Ừ, sao ấy? cô để yêu chú Hoàng không? Dô ơi, dô chào cô Lệ nào. Ăn đi, ăn đi. Chào. Chào cô Lệ. Hola, chào cô Lệ. Chào cô Lệ nha. Chào cô em. Chị cháu tí cháu đang ăn. Chị cháu tí nha. Đấy, ăn này, bỏ, 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 bỏ. Đúng rồi, mấy ba vợ Ui mà siêng ra hơn một chút nữa à. thì ok. Nhưng mà cái này là văn hóa của người ta này mọi người. Mình không 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 ấy được, không ấy được. Mấy ông chồng siêng siêng năng là ok rồi, như này là siêng rồi đấy mọi người. À. Cái này là Thế tùy rồi. góc nhìn thôi, Như cháu luôn. Như ông cháu luôn. cũng không không trách được ai. Ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon rồi. Ngon này. Để quay thêm Ngon ông nào này. của ông nào Ngon luôn. này. Ôi. Mà Mà bị ngôi nhà lag à? Lê, nghe. có nghe được nhưng mà nó hơi hơi lắc lắc. Mà mày đây có thấy ai đâu, có thấy Lui không, có thấy Du Ừ, còn bàn xoa bê tù không? Du đây, ra đây là Du. ok. Hình như vào nhà là Bàn bị xoa lag ở ấy. ngoài đẹp trai lắm mọi người, bàn xoa ở ngoài đẹp trai lắm nhờ, Đẹp trai. đẹp Thân trai nhất. thân có mặt téo, mặt téo đẹp trai. Matteo Mà là Tèo làm chuyện đúng đẹp trai. Làm chuyện đúng đẹp Matteo. trai. Ừ. Đẹp Ý trai là một thằng bé mà không lên video làm cho anh Nhân.
thằng cái gì ta, anh hò hay gì của Lỗi ấy, đẹp trai. Ờ, đẹp trai. Ở chịu khó nhá, ở trong nhà thì sáng nhưng mà lầy mà sóng yếu, sóng yếu. Ừ, đây yếu. Cười cái nào, gì cái nào, gì đây, con đi đâu, chú Hằng, chú Hằng xuống gặp Lỗi, con đi đâu. Ờ, đúng rồi, vợ chồng đi đâu. Lỗi chào cô Lê chưa, chào cô Lê, chào Lỗi, Lỗi chào cô Lê chưa, chào cô Lê. Cô Lê, cô Lê nhớ chú Lỗi không, cô Lê nhớ chú Lỗi nào. Ừ, có đấy, có Lê nhớ Lôi, Lôi nhớ cô Lê không? Nay không lên nhá, nay là không lên, nay là không gặp nhau nhá. Dạ. Nhớ nhau rồi đấy, còn nhớ nhiều không? À, bây giờ có tivi rồi. Bây giờ nhà ông có tivi rồi là ông ở nhà xem tivi. Tức là như ngày xưa ấy mọi người, nhà có tivi mà hàng xóm không có ấy, xong rồi bật cho người hàng xóm qua xem ấy, kiểu kiểu như thế. Nhà tivi không đưa à? Không à, do Lôi đi học. Đi học. Ô, đi học lại rồi hả? Còn bọn mình miền Nam thì đi đi học thôi. Có xe đưa đón luôn. Có xe đưa đón tận nhà luôn. Ừ. Ừ. Mình miền Nam thì mình miền Nam vẫn chỗ cũ, vẫn chỗ cũ. Ừ. Mình miền Nam thì đi làm bây giờ đi 7 giờ 8 giờ đi thôi. Nên lớn gặp Lôi được. Lôi lôi tầm khoảng mấy mấy hải chứ là sao đón. Có phải tự nhiên mà sướng được như này đâu. Sẽ thuế đấy, sẽ thuế đấy. Tầm khoảng 12 giờ là sẽ đưa đón đi. Ừ, phải như nào thì mới được như này mọi người, chứ không phải là tự nhiên là bình thường mà được như này đâu. Mấy mấy 12 giờ là sẽ đón đi. Cái số đó sao phải thông minh lắm. Nói nhiêu vậy? Đi nói với mông. À, ừ, nói đi. Nói cho ai nói kìa. Bebe. Bebe ơi. Dạ, chào cô Lê. Ê, chào cô Lê. Ô, bây giờ chào được cô Lê rồi. Bebe là con của đơn vị của nhà mọi người. Nhìn thấy ai đâu. Với sáng đến sơ sóng yếu. À, thế thôi, thế thôi, thế thôi. Đây. Bebe, bebe. Bebe, chào cô Lê, chào cô Lê. Chào cô Lê, chào cô Lê. Đây, thấy chưa, đẹp, đẹp trai lắm nha mọi người. Đẹp trai lắm, nhưng mà... Chào bebe nha. Đẹp trai lắm. Bebe thì hay ngại, bebe thì hay ngại. Chứ ông Dô với ông Lôi thì hai ông lại không ngại. Đây này, đây này, đây mới gọi là dính mai đây. Cười cái nào, cười. Gì cái gì nào, cái gì nào. Gì cái nào. Không nhìn một tay nhưng vẫn có nét riêng đó. Đấy. Dô năm nay. Còn đây con của đơn vị của đẹp trai không? Đẹp trai nhá. À. Đẹp trai. Nè, ông này, Lôi, này. Ông Lôi là ông đại diện hình ảnh cho Quang Linh Store, vậy là Quang Linh Food đấy. Đẹp trai không? Bị lag rồi Hoàng ơi, đi ra đi. Bị lag rồi. Đâu ta? Không có comment luôn rồi. Lag hết rồi, mọi người còn nhìn thấy mình không? Mọi người còn thấy mình đang nói chuyện không? Sao mình không nhìn thấy người ta? Ủa? Hoàng ơi! À đây đây đây. Có comment đây này. Nam Hoàng ơi, đi ra ngoài đi, ở trong này bị lag lắm. Dạo này anh Linh ít like quá. Bình thường anh Linh vẫn ít like mà. Ủa, sao thế nhỉ? Lê có gặp bé này chưa gặp ngoài đời luôn ấy. Bởi vì... Alo. Alo không, không phải mình lại ở Bay Luân Đù nên là không gặp được. Alo, Ria được chưa?
Nghe chưa? Được rồi, được rồi. À, trong nhà sống yêu đâu, phía ngoài đấy. Lôi, lôi. Ra đi đủ. Ra đi đủ là nhanh lên, phải không? Lông chân gà là cũng bằng với ra đi đủ. Ừ, lông chân gà. Mọi người thông cảm nhé. Là phương. Đấy, thấy gì cả. Người đi. Chào anh ơi. Tôi tên là Lôi. Tôi tên là Lôi. Thơm cô lệ cải. Thơm nhanh lên, thơm nhanh. Nói tiếng Nhật nào, chào bằng tiếng Nhật xem nào. Còn chờ tiếng Nhật nào. Lôi doa mình á. Konnichiwa. Bây giờ đi. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashiwa. Lôi con desu. Lôi con desu. Angola kara. Angola kara. Kimashita. Kimashita. Zoroshiku. Mình like như này, cái phòng ở bên cạnh chắc nằm nghe mình like không nhỉ? Lôi học nghe. Ủa? Chú nằm vào đây. Ok rồi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Banana Vlog cuộc sống ở châu Phi. Đúng rồi đấy, có đèn này đấy. Ô, cái đèn này xịn này. Nãy tiếc lớn. À nay á. À đang hải rau hả? Đang hải rau rồi. Ven ven thịt dế chứ. Chocolate. Lôi lôi chào một Lôi ơi, Lôi ơi, Lôi. Chào mọi người. Cho con lên mượn cái kèo nào. Cắt bên nước sầu. Cắt bên nước sầu. Em nên biết cắt bên nước sầu. Anh cắt đi đâu đó mì. Anh mang theo quần mình bao lâu. Anh giáp cho mình xuống này, sắp xuống rồi. Lôi hạt bài. Đứng đá chó. À, cũng đã chó hay. Trốn cắn đấy. Ê, lê. Hát bài. Cắt nước sầu. Trời. Mừng một con vịt đi. Một con vịt sẽ ra cách cây. Nó kêu rằng quá. Cặp hoa nó đi bụi bà bì ba. Lên bộ với cây. Cho khô. Ấy. Lúc chưa lên à? Đấy, hát bài. Lôi, nghe này. Này. Đấy. Tình mù mà lướt rồi ông Lôi hả? Yeah, chà chà, đẹp trai nha. Đẹp trai nha. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Gì đâu? Ý, trời nó cái thương yêu đấy. Bi bơ. Hát bài. Chú vật con ở thật bản ơn. Hát đi. Chú vật con ở bản thân. Mình cần trẻ con tu dùng lại chú đến với người vẫn hàm ăn với là hàm trò với con ơi mà lớn nhảy có đôi nhà to cơ sư đi cắn nên mình vương xa eo vô xa vô là của ta. Yeah, mọi người cho Lôi một tràng vỗ tay như nào. Hello. Lôi thật là ngu. À, thấy quá. Dạ, ngu, bảo ngu vẫn dài. Không có à. Không có à. À, không có à.
Không ngu à? Không ngu đâu. Lớn khùng. Thông minh phết đấy. Mọi người ơi, mọi người đi qua đi lại cho Quang Linh Food xin một follow nha. Đây. Đây. Đây, mọi người vào cho Nhật Lê một cái follow bên Quang Linh Food nha. Đấy, ở bên phải mọi người. Từ 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 hát nha, từ hát luôn. Từ bữa mà bữa quay mình trên đấy. Quay đủ một lần luôn. Quay đủ một lần. Đấy, từ thuộc. Vô. Ông cảm giác ông này như ông Lôi này như kiểu ngày xưa là người Việt Nam hay sao ấy. Rồi. Vô. Kiểu đầu thai sai vị trí. Vô. Giống như ba bố con này. Vô. Hứa. Dạ. Đúng rồi. Đúng. Đây. Para grande. Yeah. To lên. Grande to lên. Mọi người cho Nhật Lệ một cái flow nhá. Flow bên Quality Food ấy, để anh em mình có động lực mà hôm sau chim bán hàng. Ông cháu ơi, ông cháu chuẩn bị ông anh đi học rồi. Cắt đôi nỗi sầu. Ok, đâu cháu. Cắt đôi nỗi sầu. Chào các bạn. Chào cô Lệ. Chào cô Lệ. Nói to lên. Chào cô Lệ. Chào các bạn. Chào các bạn. Cắt đôi. Mình là Vô. Đúng rồi. Ây da, 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 da. Thôi chú đi mày. Người nhá. Yêu hơn. Bánh không? Bánh. Ăn không? Để tháo cái bánh xe cho ăn nha. Anh lo. Để chờ tí để chú tháo cái bánh xe cho Lôi ăn nha. Bánh xe không? Ăn bánh xe không? Ăn bánh xe không? Ăn bánh xe à? Đi. Đi. Đi đây chú tháo bánh xe để con ăn nha. Cho Dô sách tô vẽ với cô Lệ ơi. Không, Dô chưa tô được nha. Dô chưa tô được đâu. Lôi đây còn vẽ loằng ngoằng chưa vẽ được đâu. Đây này đến tuổi tay cổ tay nó phải như thế nào đó thì mới học hết các điều phải mà Nhật Lê múa cái gì Nhật Lê múa đồ chơi cả vẽ cho lối nhiều mà nhưng mà mình chỉ có một mình chỉ đưa cho một đồng rỉ thôi còn lại mình cất mình giữ. Khi nào mà lối vẽ sóng thì bắt đầu mình phát cái mới chứ con mà phát nhiều đây sờ nó chó với cả vô tập số à kiểu đấy thôi. Lôi không đi theo à, buổi tối thì Lôi về nhà ngủ mọi người ơi, không đi. Đây Nam tháo bánh xe cho Lôi. Đây đi là đây tháo bánh à, bánh này ăn bánh không lô đâu ấy ngủ như này đấy mà lan lại không được. Thôi, bye bye luôn nha, mai đúng nha. Đúng rồi, đúng mai, chính xác. 3 tuổi cứ trở lên thì mới cầm bút màu để viết. Con phải tầm học màu dạo lớn. Lớp 1 các kiểu mới cho cầm bút, rèn bút cho viết. Không là cái xương cổ tay ấy, chưa phát triển ấy. Mà bắt viết các kiểu là cái xương cổ tay nó không phát triển hoặc là nó bị dị dạng đốt xương cổ tay. Không nên cho con nhỏ tập viết hay gì đâu nha mọi người. Chưa bác. Em yêu chị Lê giúp em luôn. Đúng rồi. Tầm 3 tuổi, 4 tuổi trở lên thì mới cho ngồi viết nguệch ngoạc các kiểu chứ đừng chứ không cho con bắt con phải tập viết các kiểu. Chỉ là cho tô màu các kiểu nguệch ngoạc thôi. Còn khi nào mà cổ tay hơi phát triển rồi thì mới cho cầm bút viết. Trước anh chỉ học trường nông nghiệp học viện nông nghiệp Việt Nam nha. Nhưng mà anh học địa chỉ con Nhật Lý học thủy sản. Đúng rồi, tốt nhất là từ 4 tuổi. Ở Việt Nam mình có tập đồ chứ là mọi người ơi, Lôi là người Angola chứ không phải là người Việt Nam, cho nên là không thể học hay là đồ bằng tiếng Việt hay gì đâu nha. Ông còn chưa học được ông tiếng Angola, tiếng Bồ Đào Nha, nhà ông bắt ông học tiếng Việt Nam làm sao được. Chỉ làm cho ông giải trí tô màu các kiểu, học toán các kiểu thôi.
bên này có Linh kể và con Linh bảo có Linh bảo là thầy cố này năm nhân năm con không biết, không phải giống như trừ cái của Việt Nam đâu, không phải ở cái gì. Nói chung là bên bên này thầy cố bảo là có Linh bảo là thầy cố năm nhân năm con không biết nè, không đâu cho Linh treo đấy. Bên này bên này kiểu cái nền giáo dục người ta vẫn đúng có rồi trong... học tiếng Việt chỉ là phù thôi, học cho học kiểu như lên đó ấy, sau biết tiếng Bồ Đào Nha các kiểu rồi thì mới học thêm tiếng Việt thôi, tiếng mẹ đẻ mà, còn tiếng Việt chỉ là ấy thôi. Học toán các kiểu thì còn giống nhau chứ còn học tiếng thì không nên, không nên, nói chung là chưa nên. À, hết mất view rồi, đúng, hết mất view rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em bé tốt đây. Tốt view rồi, đúng rồi. Thôi hết view đây. View đi rồi. View đi ngủ rồi. View đi ngủ rồi. View không có bù lại xà đấy, giờ view vào xem phim rồi. Kêu ăn bánh xe không có, lấy ra về tháo bánh xe không ăn. Bảo chót bánh không? Đây có. Học tích bất tức là đâu học mấy vi phân các kiểu. Tích phân, vi phân, đại số, lường ra các kiểu đã học trước đã. Giờ hỏi phụ đi lường giá cái lấy nhớ không? Quên hết sạch rồi. Tôi vẫn nhớ đấy. Nhớ nhưng... Nói chung học hành là một chuyện, còn sau đi ra đời kiếm tiền là một chuyện. Đau hết cả đầu. Ngày xưa học toán hình, bây giờ ra có làm gì toán hình? Đánh bia ấy. Ờ đúng rồi, đánh bia. Đánh bia với toán hình. Đúng rồi nhờ. Đánh bia thua quá, bữa nay không dám chơi được luôn. Đầu tư cho Nam về, 40 rồi. Đúng rồi, lôi 15 tuổi rồi mọi người ơi. Từ từ từ, từ là chào rồi không được mà. Nhưng lối như lối là quả thông minh đấy. Lối là quả thông minh quá rồi đấy. Phải nói thế. Bên này trẻ em văn chồng. Chó sói Việt Nam là quá chậm lắm. Mang đại học viên lọt chuột đấy, đấy. Đúng rồi, lỗi giỏi mà, lỗi quá giỏi. Thông minh, thật là cực kỳ thông minh đấy. Hay để ý không? Đúng rồi, lỗi là thông minh lắm, giỏi lắm. Thông minh rồi, nói chung là lỗi nó để ý từng cái chi tiết nhỏ nhất đấy. Bằng con nhà mình hết một ngày không được một chữ. Ngày xưa mình học lớp 1 ấy, viết chữ ô còn không biết viết ấy. Cho nên sau mình mà có con thì mình cũng kiểu nhẹ nhàng với con thôi. Bởi vì ngày xưa mẹ thì cũng như thế. Thì làm gì mà ấy đứa con. Học được như nào thì học. Cứ nhẹ nhàng thôi, bình tĩnh. Cứ từ từ. Từ từ là sẽ học được thôi.